Năm chiếc bánh kính chào quý ông bà anh chị em. Một linh mục quản xứ tại giáo phận bang Mê Thuộc, nơi vùng truyền giáo còn gặp nhiều khó khăn, cha bất ngờ hay tin người ta đang rêu rao tin đồn là cha bị ung thư nặng rất nguy kịch và thiếu tiền để xây nhà thờ, làm cho cha giật hết cả mình về tin đồn thất thiệt này. Cha đã nhờ linh mục khác giúp cha xóa đi tin đồn hắc ám này, vì người gieo tin này mục đích khá rõ ràng, để lợi dụng xin tiền, lừa những giáo dân nhẹ dạ cả tin để trục lợi cho riêng mình, chứ không phải lòng tốt giúp cha chữa bệnh và xây nhà thờ đâu. Mong anh chị em cảnh giác. Một linh mục ở giáo phận bang Mê Thuộc đang khỏe mạnh, bị kẻ gian tung tin giả, ngài bị ung thư cần giúp đỡ. Đây là hành động làm ảnh hưởng đến uy tín của cha, của nhà dòng và giáo hội Việt Nam. Xin cho những kẻ làm việc đó biết dừng lại, hối cải, sống ngay lành, trở thành người tốt có ích cho xã hội. Trên Facebook, cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng, chánh xứ giáo xứ Phú Hạnh thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn, đã phải báo động cho mọi người biết trên mạng xã hội Facebook như sau. Báo động tin giả, xin anh chị em lưu ý về việc hiện nay có người loan tin giả mạo. Cha Phêrô Khoa Maria Phạm Văn Hùng, dòng mẹ Chúa Cứu Chuộc, từ năm 2009 đến năm 2015, phụ tá giáo xứ Phú Hạnh, Phú Nhuận, Tổng giáo phận Sài Gòn. Hiện nay đang làm quản xứ giáo xứ Châu Ninh, giáo phận bang Mê Thuộc. Ngài đang bị ung thư mà xây nhà thờ lại thiếu thốn nhiều tiền, xin mọi người giúp đỡ. Đây hoàn toàn là một tin giả mạo. Ngài hiện đang khỏe mạnh và việc xây dựng nhà thờ cũng chưa đến độ khó khăn, không giải quyết được. Xin anh chị em đừng nghe theo kẻo bị lừa hoặc gây hoang mang không tốt. Xin Chúa soi sáng cho mọi người biết tôn trọng sự thật và bình an. Linh mục chánh xứ Phú Hạnh, linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng. Được biết, đầu giờ chiều nay, chính cha Hùng đã gọi điện nhờ cha chánh xứ, nhờ cha xứ Phú Hạnh chặn đứng sự việc này. Một bạn trên Facebook bình luận sau: không nên tin vào truyền thông trên mạng xã hội. Các đức giám mục, linh mục không bao giờ lại làm những chuyện xàm như quảng cáo thuốc này thuốc nọ, giới thiệu chữa bệnh, xin tiền cho bất cứ mục đích gì, nếu không có giấy chấp thuận của giám mục sở tại. Trừ ra trong phạm vi hội nhóm thân hữu, thân nhân riêng của linh mục hay hội dòng, biết rõ nhau, các ngài nếu có chữa bệnh, xin giúp thì cũng là trong phạm vi riêng cá nhân mà thôi. Đây không hẳn là vấn đề phá đạo, mà ngày nay, lĩnh vực nào cũng lắm kẻ xấu lợi dụng, thật hay len lỏi vào các linh mục tu sĩ, đem thông tin bịa đặt để kiếm lợi. Năm chiếc bánh xin được nói thêm về việc Facebook hiện đang là một trang mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam. Facebook mang lại lợi ích cho người dùng, nhưng bên cạnh đó cũng gây rắc rối như việc bị người khác giả mạo. Vậy việc giả mạo người khác trên Facebook thì bị xử lý như thế nào? Hành vi giả mạo người khác, các công ty doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh trên Facebook là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Quy định này được cụ thể hóa theo Điều 77 Luật Công nghệ Thông tin 2006, sửa đổi bổ sung 2017, thì 1. Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại, thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 2. Tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Như vậy, hành vi giả mạo người khác trên Facebook là phạm pháp và tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà sẽ bị xử lý bằng các hình thức khác nhau, như xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính, và nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì người đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.